Hello, xin chào cả nhà. Một phần quà trong chuyến city tour và cũng như là những cái review được tặng ngẫu nhiên may mắn cho quý vị khán giả review về phim Lật Mặt 7, đó chính là mẫu nón mới nhất của Andes. Và Andes là một trong những thương hiệu nón bảo hiểm sẽ bảo hành vĩnh viễn chiếc nón bảo hiểm này cho cả nhà nha. Trên chiếc nón này thì phiên bản dành tặng của Lật Mặt 7 sẽ có cái logo của Lật Mặt 7 nha. Ngoài ra thì chiếc nón này rất đặc biệt là mình có một cái kính chống mưa và một cái kính chống nắng. Lớp nón này mình có thể tháo ra để mình có thể giặt đồ, rất là tiện dụng nha và rất là an toàn. Bên cạnh đó thì chiếc nón này cũng sẽ có cái hình của anh Hải và Hà để mọi người có thể giữ làm kỷ niệm nè. Đây, năm nay Andes không chỉ đồng hành nón bảo hiểm mà còn có một cái sản phẩm rất đặc biệt, đó là một chiếc bình giữ nóng lạnh được 12 tiếng đồng hồ làm bằng inox, rất là đẹp và rất là tiện dụng nha cả nhà. Ở chiếc bình này sẽ có 4 màu là màu nâu, màu vàng, màu inox và màu xanh, sẽ được tặng random ngẫu nhiên cho quý vị khán giả. Ở phía bên ngoài thì sẽ có poster thông tin về chiếc bình và những cái hình ảnh liên quan đến phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước để cả nhà có thể lưu giữ làm kỷ niệm nha. Và rất hy vọng mọi người sẽ thích chiếc bình này, và nếu mà mọi người mua chiếc nón Andes này thì cũng sẽ được tặng cái bình nước này đó nha cả nhà. Cảm ơn Andes đã đồng hành cùng với Lật Mặt 7 Một Điều Ước và hẹn gặp lại cả nhà. Hy vọng mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ và thư giãn khi xem bộ phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước mà hẹn của một năm. Vào dịp lễ 30 tháng 4 chúng ta lại gặp lại nhau tại phim Lật Mặt nha. Bye bye.